Xin chào các anh chị và các bạn, hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 87 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn Chủ đề của phần 87 này là Béo tiện, trai han dùi Trung tờ trung giao xin Béo tiện, trai han dùi trung tờ trung giao xin Béo tiện là các cái dấu chấm câu trai han dùi Trung là ở trong tiếng Hoa Rồi tờ, trung giao xin, trung giao là quan trọng Xin là cái chữ tính, nhưng mình dịch là tầm Như vậy ngay chỗ này là tầm quan trọng thì khi mình ghép nguyên cái cụm này lại mình dịch thì sẽ là tầm quan trọng của dấu chấm câu ở trong tiếng Hoa hay là trong tiếng Trung cũng được. Đây là một câu chuyện rất là thú vị. À, nó nói về một cái cái việc lừa nhau ở trong cái trong một cái hợp đồng giảng dạy do đặt sai dấu, đặt không phải đặt sai dấu mà là đặt dấu ở những cái chỗ theo những cái ý đồ riêng của mình. Đầu tiên xin mời các anh chị và các bạn hãy nghe người bản xứ người ta đọc trước

和写出来的意思有可能完全不一样。从前有个有钱人，为了让儿子学得更好，他想给儿子请个家教。当时请家教不仅要给老师工资，还要提供老师吃喝。但是这个有钱人太小气了，他觉得给了工资就不应该再给老师好吃好喝的了，所以。 没有人愿意去他家做老师。一天，一个教学经验很丰富的老师去了有钱人的家，说自己愿意做他儿子的老师。有钱人说：“老师，话说在前头，我可没有好的饭菜给您。”老师说：“行，我不需要鸡鸭鱼肉，有青菜就可以了。” 有钱人一听，高兴得不得了，他赶紧说：“没问题，您帮我写个合同，把商量好的事情都写在上边吧。”老师拿起笔，在纸上写了起来：“每天饭菜无鸡鸭也可，无鱼肉也可，青菜一盘就可以。”某某老师某某，某某年某某月某某日。 写完后，有钱人拿起合同读了一遍：“每天饭菜无鸡鸭也可，无鱼肉也可，青菜一盘就可以。”他觉得很满意，就在合同上签了字。没想到吃第一顿饭的时候，老师就大发脾气说：“怎么都是青菜？鸡鸭鱼肉在哪里？我们不是说好了顿顿有肉吗？合同上写着呢。” 每天饭菜无鸡鸭也可，无鱼肉也可，青菜一盘就可以。有钱人听了老师的话，当时就傻了。不过要怪也只能怪他自己，谁让他只顾着占便宜，忘了看有没有标点了呢？标点在汉语中的重要性。 学汉语的时候，听说读写都很重要。今天这个故事想跟大家说说写汉语的时候加标点的重要性。如果没有标点，你想说的意思和写出来的意思有可能完全不一样。从前有个有钱人，为了让儿子学得更好，他想给儿子请个家教。当时请家教不仅要给老师工资，还要提供老师吃喝。 但是这个有钱人太小气了，他觉得给了工资就不应该再给老师好吃好喝的了，所以没有人愿意去他家做老师。一天，一个教学经验很丰富的老师去了有钱人的家，说自己愿意做他儿子的老师。有钱人说：“老师，话说在前头，我可没有好的饭菜给您。”老师说：“行，我不需要鸡鸭鱼肉。” 有青菜就可以了。有钱人一听，高兴的不得了，他赶紧说：“没问题，您帮我写个合同，把商量好的事情都写在上边吧。”老师拿起笔，在纸上写了起来：“每天饭菜无鸡鸭也可，无鱼肉也可，青菜一盘就可以。”某某老师某某，某某年某某月某某日。写完后，有钱人拿起合同读了一遍。 每天饭菜无鸡鸭也可，无鱼肉也可，青菜一盘就可以。他觉得很满意，就在合同上签了字。没想到吃第一顿饭的时候，老师就大发脾气说：“怎么都是青菜，鸡鸭鱼肉在哪里？我们不是说好了顿顿有肉吗？合同上写着呢，每天饭菜无鸡鸭也可，无鱼肉也可，青菜一盘就可以。”有钱人听了老师的话。 当时就傻了，不过要怪也只能怪他自己，谁让他只顾着占便宜，忘了看有没有标点了呢？Và vừa rồi các anh chị và các bạn đã nghe và nắm được nhiều không ạ. Sau đây mình sẽ giải thích nội dung chi tiết cho các anh chị và các bạn nhé. Béo tiền sẽ Hàn ngữ Trung từ trung giáo xin tầm quan trọng của dấu chấm câu ở trong tiếng Trung. Ở trong tiếng Trung hay trong tiếng Hoa cũng được Hàn ngữ Trung, mình cũng có thể nói khan ngữ lý và thực ra không phải trong tiếng Trung không đâu mà trong tiếng Việt mình cũng như vậy. Tiếng nào cũng vậy hết, đặt dấu sai chỗ là nguy hiểm lắm. Nó có thể tạo ra những cái nghĩa khác nhau. Rồi, chúng ta vào nội dung của bài nào. Sẽ Hàn ngữ tơ sử hồ, sẽ ngữ là học tiếng Trung, sẽ Hàn ngữ tơ sử hồ cái nào có tờ sự hô thì mình dịch là ngay lúc đó mình dịch lại tức là khi học tiếng trung hoặc là trong lúc học tiếng trung thiên số tủ xẻ tấu hình trung do thiên số tủ xẻ tức là nghe nói đọc viết đây là bốn cái kỹ năng khi mình học một cái ngôn ngữ nào đó thiên số tủ xẻ tấu hình trung do như vậy là nghe nói đọc viết là điều rất quan trọng chin thiên trơ cơ cu câu chuyện của ngày hôm nay ngay chỗ này mình có thể nói thêm là chin thiên tơ thêm từ tơ vào Chính <laughs> câu chuyện của ngày hôm nay Sàng kênh ta gia sô sô Sàng là muốn kênh ta gia sô sô Muốn nói với mọi người một chút Sô <laughs> sô là nói một chút Nói cái gì nào Sẻ Han yu tơ sử hô Chá béo tiền tờ trung giao xin Rồi chá béo tiền tức là thêm dấu hoặc là bỏ dấu Như vậy ngay chỗ này là muốn nói với mọi người Cái tầm quan trọng của cái việc bỏ dấu hoặc là thêm dấu khi viết tiếng Hán. Rồi, chín thiên rơ cơ cú sư kênh ta cha sơ sơ khán trung giáo sinh. Rú tiền Rú biểu tiền nếu như không có các cái dấu chấm câu Ní sẻng số tơ sơ Cái ý mà bạn muốn nói Ní sẻng số tơ sơ Cái ý mà bạn muốn nói hở nỉ à, hở đây là và sẽ là viết hở sẽ trú lại từ di sư và cái ý khi mà mình viết ra đó dỗ khờ nẫn là có thể là dỗ khờ nẫn là có thể là khờ nẫn chỉ sự dự đoán á quản xuyển vui dĩ gian quản xuyển là hoàn toàn vui dĩ gian là không giống nhau tức là hoàn toàn khác nhau rồi dỗ khờ nẫn quản xuyển vui dĩ gian à, có thể là hoàn toàn khác nhau như vậy tức là mình đặt cái dấu ở uh, không đúng chỗ thì cái ý nhiều khi mình muốn nói như vậy nhưng mà cái nghĩa khi mình viết ra nó lại khác nhau. Sau đây là câu chuyện này súng sển là trước đây uh, có khi nào thì mình dịch uh, ngày, xử, ngày xưa ngày xưa vậy đó cũng được. giàu cơ giàu sển rển giàu cơ đây tức là giàu dĩ cơ giàu sển rển là người uh, có tiền của như vậy là trước đây có một người rất có tiền của giàu sển rển tức là người giàu á. Quay là răng ở giờ sửa được cân họ. Quay là vì răng là để ở giờ là con trai như vậy là quay là răng ở giờ vì để cái cậu con trai của mình vì để cậu con trai sẽ được cân họ học hành được tốt hơn. Tha sáng kể ở giờ chỉnh cơ cha treo. Tha sáng kể ở giờ chỉnh cơ cha treo chỉnh gì cơ cha treo là mời một gia sư. Cha treo đây tức là gia đình lão sư đó. Rồi, tha sẵn kể ở giữa trình cơ cha treo như vậy. Ông ấy muốn tìm một gia sư cho cậu con trai của mình. Tăng sửa là vào thời đó, hoặc là lúc đó cũng được. Trình cha treo là mời gia sư. Bố trình giao kể lão sư cung sư. Bố ở đây có nghĩa là không chỉ. Không chỉ. Kể lão sư cung sư tức là trả tiền cho giáo viên cung sứ là lương á à, kể là sư cung sứ tức là trả lương cho giáo viên hải là còn hải giáo là còn vải hải giáo thị cung là còn phải cung cấp cung cấp cái gì hải giáo thị cung lào sư sư hơ còn phải cung cấp cho giáo viên cái ăn và cái uống nữa, tức là đồ ăn và thức uống rồi mình đọc lại ha tăng sữa chỉnh cha chao bu chỉnh giáo kể lào sư cúng sứ

Chai kể lào sứ, chứ, thì không nên là phải uh, kể lào sứ, chứ, tức là cho cái ăn, dành cho cái ăn cho giáo viên nữa. Chai kể lào sứ, chứ, để xem bên kia thì nó là cái uh, chứ cái gì nhé. Chứ, uh, hào chứ, hào hớ tơ là Rồi, như vậy là không cần thiết phải dành thêm cho cái người giáo viên là những cái đồ ăn ngon và thức uống ngon, rượu ngon, thịt ngon, đồ ăn ngon gì đó. Tiếp luôn, sổ gì là cho nên mỹ vô rỉnh duyên nhi Cho nên là không ai chịu suy tha giá cho lào sư Cho nên là không có ai chịu, không ai chấp nhận đi làm à, gia sư hoặc là làm giáo viên cho cái gia đình đó Sổ so gì mỹ vô rỉnh duyên nhi suy tha giá cho lào sư Cho lào sư Rồi tiếp luôn Dù y thiên là có một hôm

có nhiều cái kinh nghiệm hoặc là có kinh nghiệm giảng dạy phong phú rồi sao nào chi là là đã đi đến Dù rỉnh tới cha đi đến nhà của cái người giàu có đó mình đọc lại y thiên dù có treo sẻ chân gian hình phong phú tới lão sư là dù rỉnh tới số gì duyên ông ấy nói là bản thân mình chấp nhận số là nói Chứ gì là mình chấp nhận, mình bằng lòng, mình chịu. Cho tha ở sư là làm uh, giáo viên hoặc là làm um, thầy giáo cho cái cậu con trai của ông ấy. Số chứ gì yên yên chịu làm tha ở chữ tên lào Dù số, cái người giàu có đó đã nói, Lào sư, khoa số trai thổ, lão sư khoa số chạy chén thổ thầy ơi Rồi, hoặc là thưa thầy gì đó cũng được Khoa số chạy tiền thổ tức là đầu tiên là mình muốn nói cho rõ à, trước hết muốn nói cho rõ hay là những cái lời đầu thì muốn nói cho rõ Khoa số chạy tiền thổ quả khờ mấy dấu hào tơ phan sai cày nến tức là đầu tiên thì cũng muốn nói cho rõ tức là nói trước á đầu tiên cũng muốn nói trước khoa số tre xuyển thổ của khờ là tôi hoàn toàn mỹ dỗ họ tôi phanh sai không có những cái đồ ăn ngon để dành cho thầy để dành cho ông nhé của khờ khờ đây là dùng để nhấn mạnh khờ mỹ dỗ là hoàn toàn không có họ tôi phanh sai cày niệm không có những cái thức ăn ngon cho anh. lào sứ số xiển cái người thầy đó mới nói xiển là được chi raô chi giáô tôi không cần gà vịt uh, cá hay thịt gì hết rồiú suy do là tôi không cần thiết rồi chi giáủr tôi không cần gà vịt cá thịt dù chiếnà dù chià có cải xanh gì đó rau xanh cải xanh d uh, dùy sai chiêu khởa gì à uh, À, có cải xanh thì là được rồi chú khởi gì còn một từ ở bên đây tức là dù xin sai chú khởi gì là chỉ cần có rau xanh hay là có cải xanh là được rồi chú khởi gì là Dù chén rển di thiên dầu chén rển di thiên cái người có tiền đó người giàu có đó vừa nghe xong cao xin tờ à, vui đến mức rồi cao xin tờ puta lẹo, thì mình dịch bút lèo là chỉ cái sự việc gì ở mức độ rất cao cao sinh tờ bút lèo tức là vui sướng vô cùng vui mừng vô cùng dù sẽ rắn di thiên cao sinh người có tiền đó vừa nghe xong thì vui sướng vô cùng tha cản truyền số cản truyền là lập tức hoặc liền rồi tha cản truyền số ông ấy liền nói mỹ quân thị không thành vấn đề đâu mỹ quân thị Nín bán của sẽ cứ hở thùng, nín bán sẽ cứ hở thùng, à, không thành vấn đề, à, anh giúp tôi viết một cái hợp đồng đi, sẽ cứ hở thùng, à, tức là hở thủng đó Nín bán của sẽ cứ hở thùng hay là thầy giúp tôi viết một cái hợp đồng, tức là thầy viết một cái hợp đồng giúp tôi đi Bà sang len họ tới sư triển mang cái việc mà mình đã thương lượng xong mình trao đổi xong tức là cái việc mà chỉ trả lương thôi chứ không có dành cho đồ ăn thức uống cho giáo viên á bà sang len sang len là thương lượng bà sang len họ tôi sẽ diễn mang cái chuyện mà đã thương lượng xong đó đó sẽ trai sang len bà viết lên trên đó viết lên trên cái hợp đồng đó thì ngay chỗ này mình dịch theo kiểu tiếng việt thì không thành vấn đề xin anh vui lòng viết cái hợp đồng giúp tôi và nêu cái sự việc mà mình đã thỏa thuận xong lên trên cái hợp đồng đó. Lào sư nã chỉ bị chai trừ sang sẽ là chỉ lại. Lào sư nã chỉ bị nã bị là cầm bút, nã chỉ bị là bắt đầu cầm bút lên. Lào sư nã chỉ bị chai trừ sang sẽ là chỉ lại và bắt đầu viết lên trên giấy. Ở đâu mới làm gì? Nhưng mà phải chai sự, chai trừ sang ở trên giấy. Sẽ là chỉ lại là bắt đầu viết rồi xì lãi nó là chỉ cái gì cái cái trạng thái của nó là từ không tới có là từ tỉnh sang động nó sẽ xì lãi là bắt đầu viết thôi rồi ông ấy viết như thế nào Mì thiên phan sai rồi cái bữa cơm và hoặc là bữa cơm mỗi ngày ta có thể dịch như vậy rồi ủ chi ủ là vô vô có nghĩa là không á ủ chi như vậy là ủ chi giá dễ khờ ủ chi giá là không chứ ủ đây là vô đó ủ chi giá là không gà vịt dễ khờ là cũng được ủ dữ rô dễ khờ ủ dữ rô tức là không có cá và không có thịt dễ khờ tức là dễ khờ gì xin sai di phản chứ khở gì sinh sai là cải xanh sinh sai di phản chứ khờ gì một đĩa cải xanh là được mẫu mẫu lào sư là à, cái tên của giáo viên mẫu mẫu lào sư là giáo viên gì đó rồi mẫu màu nẻn mẫu màu dê mẫu màu rưa là năm nào đó tháng nào đó và ngày nào đó mẫu là thay cho một cái ngày nào đó không xác định xe quản hô sau khi viết xong xe quản hô dù chén rển nã chỉ khở thôn cái người có tiền đó người giàu có đó nã chỉ là cầm lên nã chỉ khở thôn cầm cái hợp đồng lên tủ là dĩ bên đọc một lượt đọc một lần, đọc một lần. Ông ấy đọc thế nào nè? Mày thiên phan sai. Rồi cái bữa cơm mỗi ngày. Ủ chi giá dễ khở, Không có gà vịt cũng được. Ủ dĩ rô dễ khở. Không có cá thịt cũng được. Xin sai di phản chú khở gì? rau xanh một đĩa là được. Tha chuyện ta hẳn mạnh gì? Ông ấy cảm thấy rất hài lòng chuyện ta hẳn mạnh gì? Chưa trai khởi là chư. Chen là ký tên viết cái chữ cái, cái tự tên mình là ký tên thôi rồi chiêu trai hợp thống sang đã ký tên lên cái bản hợp đồng đã ký tên lên bản hợp đồng mỹ sẹn to là không ngờ rằng 吃第一顿饭 ti tuân là ăn bữa cơm đầu tiên 吃第一顿饭的时候, ti dĩ khi ăn cái bữa cơm đầu tiên lão sư chiêu ta cái người giáo viên đó cái ông thầy đó ta uh, pha phí chi là nổi giận ta pha phí chi là nổi giận đùng đùng lào sư chiêu ta pha phí chi số không ngờ khi ăn cái bữa cơm đầu tiên đó thì ông thầy giáo đó đã nổi giận đùng đùng và nói trầm mơ à, tô sư sinh sai tại sao chỉ có cải xanh không vậy trầm mơ à, tô sư sinh sai chi gia dữ rô ở nã lì chi gia dữ rô chai lì gà vịt cá thịt đồ đâu quả mến số là không phải chúng ta đã nói với nhau xong rồi búa sư số hào là tuân tuân vô rô mà từng bữa ăn đều có thịt sao quả mến số là tuân tuân tôi dỗ rô mà tuân đây là lượng từ lượng từ lặp lại thì mình dịch là mỗi khở thông sang xẻ trên đó. ở trên hợp đồng đã có ghi khở thông sang xẻ trên á mày thiên phan sai cái bữa cơm của mỗi ngày này nha, ủ chí giá dễ khừa, không có gà thì vịt cũng được, như vậy là tự ông giáo viên này vì ông là cao thủ ông thêm một cái dấu phẩy vào trong cái chỗ này, thay vì mình đọc liền là ủ chí giá dễ khừa không có gà vịt cũng được, nhưng ông sẽ thêm cái cái dấu chấm, dấu phẩy vào chỗ này, ủ chí phẩy một cái giá dễ khừa, không gà vịt cũng được, khừa là khởi gì đó rồi, ủ dĩ rô dẻ khựa không cá thì thịt cũng được tức là dân ngừng không đúng chỗ đó xin sai di phản chú khởi gì và rau xanh một dĩa nữa là được tức là thêm một dĩa rau xanh nữa là được thì đó là cái trò chơi chữ đó Dù sẽ rẻn thiên la lò sư tờ hoa cái người có tiền của đó nghe xong những cái lời nói của thầy tăng sữa chứ xạ là tăng sữa là ngay lúc đó xạ là ngốc nhưng mà đây không dịch là ngốc mà cái người Cái người mà có tiền của Cái người giàu có đó đó Sau khi nghe những cái lời nói của thầy xong Thì ngay lúc đó cảm thấy ngẩn người ra Ngớ người ra không hiểu sao cả Mua miệng chỉ mèo đó Rồi tăng sữa chưa sợ là Bố cô là nhưng Giao quai muốn trách Quai là trách Giao quai là muốn trách Dễ trừ nẫn là cũng chỉ có thể Quai tha chứ gì Là trách bản thân ông ấy thôi có muốn trách thì cũng chỉ có thể trách bản thân ông ấy sĩ răng thá ai bảo ông ấy trừ cu ra tranh phiền gì trừ là chỉ cu là lo tập trung chú ý trừ cu ra tranh phiền gì à, chỉ lo cho cái chuyện là kiếm được những cái món hời tranh phiền gì quan là là đã quên khan dù mấy giờ xem có hay không khan dù mấy giờ béo tiền lên á Tức là xem có những cái dấu chấm phẩy, những cái dấu chấm câu hay không Thì câu chuyện này là một cái trò uh, lừa nhau bằng những cái dấu chấm câu Thì cũng rất là nhiều, tiếng Việt mình cũng rất nhiều những vậy, những cái câu như thế này Ví dụ những đêm không trăng, sao đỡ sôi đường cho bộ đội vượt sông Đó mình ngưng ngay chỗ đó thì những đêm không trăng thì nghe nó có dấu phẩy là sao đã soi đường cho bộ đội vượt sông còn nếu như mình nói những đêm không trăng sao soi đường cho bộ đội vượt sông đã không trăng sao thì làm gì có cái gì mà soi đường cho bộ đội vượt sông được hay là trâu cài không được giết nếu mà mình ngừng mình đọc xuông luôn trâu cài không được giết tức là những con trâu nào mà nó cài thì mình không có được giết hồi xưa hợp tác xã nó quy định như vậy nhưng ông nó không muốn giết trâu cho nên ông chỉ thêm một cái thôi thêm một dấu phẩy là trâu cài không được phẩy một cái giết thì ông sẽ đập cho con trâu đó, nó què cái chân đi trâu cài không được giết tức là trâu cài không được thì phải giết thì đó là những cái trò câu dữ đó mà ở việt nam mình có rất nhiều à, vừa rồi mọi người đã nghe và hiểu được nhiều không ạ à? nếu ai có thắc mắc gì cứ viết vào phần comment cho mình nhé sau đây mọi người hãy nghe lại một lần nữa rồi Biểu điểm tại Hàn ngữ trong 听说读写都很重要。今天这个故事想跟大家说说写汉语的时候加标点的重要性。如果没有标点，你想说的意思和写出来的意思有可能完全不一样。从前有个有钱人，为了让儿子学得更好，他想给儿子请个家教。当时。 请家教不仅要给老师工资，还要提供老师吃喝。但是这个有钱人太小气了，他觉得给了工资就不应该再给老师好吃好喝的了，所以没有人愿意去他家做老师。一天，一个教学经验很丰富的老师去了有钱人的家，说自己愿意做他儿子的老师。 有钱人说：“老师，话说在前头，我可没有好的饭菜给您。”老师说：“行，我不需要鸡鸭鱼肉，有青菜就可以了。”有钱人一听，高兴的不得了，他赶紧说：“没问题，您帮我写个合同，把商量好的事情都写在上边吧。” 老师拿起笔，在纸上写了起来。每天饭菜，无鸡鸭也可，无鱼肉也可，青菜一盘就可以。某某老师某某，某某年某某月某某日。写完后，有钱人拿起合同读了一遍：“每天饭菜，无鸡鸭也可，无鱼肉也可，青菜一盘就可以。”他觉得很满意。 就在合同上签了字，没想到吃第一顿饭的时候，老师就大发脾气说：“怎么都是青菜，鸡鸭鱼肉在哪里？我们不是说好了顿顿有肉吗？合同上写着呢，每天饭菜无鸡鸭也可，无鱼肉也可，青菜一盘就可以。”有钱人听了老师的话，当时就傻了。 不过要怪也只能怪他自己，谁让他只顾着占便宜，忘了看有没有标点了呢？rồi kể là nữa là thành công chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả nhớ cho thầy một like để ủng hộ tinh thần xin chào mọi người.